vị có thể đổ lỗi cho chế độ ăn uống kiểu phương Tây đã gây nên chứng mập phì này. Những miếng khoai tây chiên béo ngậy, những miếng thịt đỏ, thức ăn chế biến sẵn cũng như thiếu luyện tập thể dục đã làm hơn 1,5 tỷ người trên khắp thế giới tăng thêm cân. Tiến sĩ Lynn Goldman, trưởng khoa y tế cộng đồng tại trường Đại học George Washington, nói rằng quá nhiều muối và chất béo đã góp thêm phần vào thói quen ăn đồ ăn vặt trên toàn cầu. Đây là lời kêu gọi mọi người hãy quay trở lại với cách ăn uống trước kia và chọn những thực phẩm nguyên chất, ngũ cốc nguyên hạt, rau và hoa quả là những thức ăn có lợi cho sức khỏe. Hy vọng những hướng dẫn này sẽ được cả thế giới chú ý và mọi người sẽ hành động để tăng các hoạt động thể chất và ăn uống lành mạnh hơn. Những hướng dẫn này được công bố 5 năm một lần trong khuôn khổ chính sách dinh dưỡng của Hoa Kỳ. Chúng giúp các trường học lập thực đơn cho trẻ em và quản lý các chương trình trợ giúp lương thực cho người nghèo. Ông Robert Post, thuộc Trung tâm Chính sách Dinh dưỡng ở Washington, nói rằng thông điệp mà mọi người có thể nhận được từ những hướng dẫn này rất đơn giản. Đó là ăn nhiều thức ăn tốt cho sức khỏe hơn và ít thức ăn có hại hơn. Mọi người nên tiêu thụ nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng hơn, nghĩa là họ nên ăn nhiều rau, ngũ cốc, nguyên hạt và hoa quả, cũng giống như uống sữa không béo hoặc ít béo. Vấn đề toàn cầu này dường như đang trở nên nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo rằng đến năm 2015, hơn 2 tỷ người sẽ bị thừa cân và 700 triệu người được coi là béo phì. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho hay 20 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đã ở trong tình trạng thừa cân. Các tiêu chuẩn y tế định nghĩa thừa cân là một người có chỉ số trọng lượng cơ thể, tức BMI lớn hơn 25, và béo phì là người có chỉ số BMI lớn hơn 30. Các chuyên gia y tế cho rằng những người thừa cân hay béo phì có nguy cơ gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm khớp, và một số bệnh ung thư. Một số người bị chứng huyết áp cao thường xuyên được khuyên nên hạn chế lượng muối họ dùng xuống còn 1.500mg một ngày. Ông Post nói rằng bản hướng dẫn về dinh dưỡng được thiết kế để phản ánh khẩu vị của nhiều người Mỹ đã quen thuộc với nhiều loại món ăn của các sắc dân khác nhau. Linh hoạt là điều cần thiết. Chúng tôi đã đưa ra nhu cầu dinh dưỡng cần thiết ở các cấp độ calorie khác nhau. Những lựa chọn đó phản ánh thói quen ăn uống ở những nước khác. Tôi nghĩ những hướng dẫn này có thể được áp dụng ở những nơi khác trên thế giới nữa. Các chuyên gia tin rằng họ đang đưa ra những thông tin dinh dưỡng tốt nhất cho mọi người sử dụng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mỗi cá nhân có chịu ăn đúng cách, giảm cân và cảm thấy khỏe mạnh hơn hay không. Minh Anh, Đài VOA.